Bạn, ở lần trước chúng ta đã chạy xong cái dao này, để mình cho bạn coi lại hả? Ok, chúng ta đã chạy xong từng dao rồi đúng không? Ok, dao của chúng ta chạy như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm cái gì nữa đây? Chưa bụng, chưa bụng bụng, chưa. Alright. Pack grill, pack, 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 pack. Pack, 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 grill, pack, grill, pack. And then, you did okay. Top. Alright. Okay, alright. Okay. Chúng ta đã được như vậy rồi thì bây giờ tiếp tục. Ở phần này mình sẽ giúp cho các bạn vẽ những cái này. Ok, chúng ta đã sẽ có cái detail P. Cái detail P này mình vẽ như thế nào đây? Ok. Này là từ tâm đúng không? Detail P scale 4.1 có nghĩa là cái này gấp 4 lần cái thằng này. Ok. Ok. Bản vẽ này sẽ gấp 4 lần so với lại sản phẩm bông bên ngoài. Và cái này mình nên vẽ như sao các bạn? Ok. Mình có cái này á. Mình sẽ vẽ cái thằng này các bạn thấy không? Mình nhìn vô thì mình sẽ thấy là square, cái này là square là hình vuông 375 5 cái 1 2 3 4 5. Thì bây giờ mình biết nó là square rồi, mình sẽ vẽ hình vuông đúng không? Và mình biết hàng này là chính giữa này là tháp là 13 2, 13 2 là 150, đường bán kính là 150. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ cái hình vuông trước. Đúng không? Mình toggle cái display này đi. Toggle nó đi. Bây giờ mình vẽ hình vuông trước nè. Bấm vào wireframe, mình bấm vào square. Rectangle, right? Bạn chọn nè, anchor to center, thấy không? Anchor to center. Cái từ này khó đọc quá. Ok, bây giờ 375. Nếu như mà các bạn không click vào anchor to center này á, thì khi mà bạn vẽ nó sẽ bắt nguồn từ đây là thấy không? Đó, nó sẽ bắt nguồn từ đây. Thì cái square của mình á, là 375. Ok, chấm 375. Và chấm 375, chấm 375. Ok. Nó sẽ như vậy, các bạn không còn cách nào hết thì mình phải bấm vô cái anchor to center thấy không? Bùm. Đó, thì cái này nó sẽ vô center thấy chưa? Alright, bây giờ mình bấm OK nè thấy không? Là nó có cái center rồi đó. Rồi bây giờ mình có một cái là như sau. Từ cạnh này mà nó cách qua cạnh này là 275 typical, có nghĩa là thằng này cách 275, thằng này cũng 275 và thằng này chấm 275 luôn. Các bạn hiểu ý mình không? Rồi bây giờ mình vẽ như sau. Typical có nghĩa là vòng vòng đó, hiểu không? Ok, bây giờ mình có thể mình dùng cái offset này được không nè? Mình offset thử coi, chain nè, thấy không? Mình muốn offset thằng này một thằng. Mình muốn offset cái chain này. Mình click OK. Đó, mình click qua bên phải một cái. Ok, distance là chấm không chấm 25. À ha, như vậy là mình thấy mình sai rồi thấy không? Không đúng. Bây giờ còn cách vô cái transform, bạn bấm vào cái nó gọi là cái translate. Translate có nghĩa là copy thôi chứ không có gì hết, copy hết bốn thằng này cho mình. Bấm end selection. Ok, bây giờ 275 typical. Mình kéo qua cái này qua đây 275. Đúng không? X nào chấm 275. Ok, đây mình để chữ move. Move thì không đúng, copy đi 275. Như vậy á, mình còn một cách khác. Bây giờ mình cho nó về không đi ha. Mình cho nó về không đi ha. Ok. Từ cạnh này mình nói qua bên này là thấy ok là ok rồi ha. Là đây đúng không? Là khúc này á. Khúc này các bạn thấy không? S của mình là 380. Đúng không? 380 như vậy là sai rồi thấy không?
phải là 375 mới đúng, 375 đó. Thì ngay khúc này đó các bạn thấy không, thì mình cộng vô thêm cộng chấm 275, được chưa, cộng vô 275 thì mình sẽ có thôi. Và hiểu ý mình không? Đó, thì mình sẽ có cái hình vuông ở đây. Còn một cách khác cho đỡ nhầm lẫn. Ok, còn một cách khác cho bỏ đỡ nhầm lẫn đi. Bỏ cái này đi. Ha, bỏ cái này đi. Ok, bạn bấm vào top. Bạn vô wireframe, bạn vô offset. Offset từng cạnh qua, một cạnh nó là bao nhiêu? 0.275 đúng không? Nào ha, đâu rồi? Bạn vẽ rồi, 275 đúng không? Ok, bạn vẽ lên này, offset lên 275, offset lên 275, offset lên 275. Ok, mình lướt ok. Ok, mình biết cái vòng tròn á, biết cái vòng tròn á, mình biết cái square này là 0.375, 0.375, ok, 0.375. Thì bạn chỉ cần vẽ cái đường tròn là không, từ cái điểm này bạn kéo ra, thì cái này các bạn thấy không, các bạn thấy không, ở đây này thấy không, đó thì nó đang cái anh cho to center, thì bạn tắt thằng này đi, thì cái này nó sao, nó tào lao luôn rồi. Ok, mình không muốn cái này. Có một cách nữa là bạn offset thôi chứ không có gì hết á, offset nè ha, offset thằng này qua 375. Mình biết nó là hình vuông rồi thì mình sửa ở đây là 0.375. Ok, click qua, click ok. Sau rồi mình sẽ nói, bấm vào like, mình nói hàng này lại là hình vuông rồi ấy. Rồi bảo đảm đúng. Ok, check lại cái nữa không, bạn vào cái Rafting Smart Dimension, nhập vào đây, nhập vào điểm này nào, 275. That's good. Không chơi, tắt đi. Rồi, bây giờ mình biết á là thằng này nó có 1, 2, 3 và 4. Ok. 275. Mà thằng này á, là square là 180, 180 ngay điểm này. Ok bạn. Thì bây giờ mình biết nó có bốn cái và vòng quanh cái vòng tròn này, thì á mình dễ lắm, mình bấm vô transform, mình bấm vô chữ rotate thấy không, mình bấm vào cái hình vuông này đó, bốn cạnh, ok, mình bấm vào selection, rồi mình rotate bốn cái đúng không, thì mình đã có sẵn một cái, thì mình chỉ cần bấm, mình cần ba cái nữa thôi, 360 chia 4 rồi, thấy chưa bạn, thấy chưa đó, những cái đường line này nãy mình offset sẵn thôi, bây giờ nó quay đúng đúng như vậy, đúng ý mình rồi đó. Rồi thì trong cái khúc này bạn bấm chữ clear color, thì trong cái khúc này các bạn nhìn vậy thôi, nhưng mà tí hồi các bạn đi cái toolpath không được đâu, tại vì mình đã vẽ sẵn hồi nãy các bạn nhớ không, mình offset qua đó, thì lúc này mình biết nó đang bị đè nhau, mình bấm vào home, bấm vào duplicate, ok, thấy không, mình đã có ba đường line mà nó đè lên nhau, đó là ba đường line này, thấy chưa. Rồi mình bấm clear color, that's it man, isometric, ok, that's good, ok, các bạn biết không đó. Thì thôi ok các bạn, rồi có gì mình không nói không, thì để mình coi là bạn vẽ. Ok, có 5 cái. Ok, kiểm tra lại coi mình có 5 cái không? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, good. And cái center, cái lỗ là 10, 32 và depth là 150. Ok, good. 10, 32 thì mình biết wireframe, nếu bạn nào làm với mình đó, thì mình biết cái đường kính nó là 190. Ok, đường kính nó là 190. Rồi,
Ok nè, các bạn nhìn nè ha. Các bạn vẽ nè, thấy không? Nó kêu á là đây 180. 180. Ôi ạ, sao cái tay trái chi? Thì mình sẽ vẽ ở đây là ngay center. Yeah. Vô đây center đúng không? Vẽ vô đây center. Đấy, xong rồi gì? Xong rồi center đúng không? Ok, center. Mình vẽ đây center đi ha. Rồi, bạn vẽ ở đây center này ha. Bạn vẽ ở đây center đúng chưa? Bạn click ok nè ha. Đó, bây giờ bạn nhìn nè ha. Này á là 180. Ok. Này là 180. Ok. Ok các bạn. Như các bạn thấy mình đã vẽ trước một cái gọi là cái vòng tròn rồi ha. Cái vòng tròn này nè ha. Bây giờ mình còn một cách mình transform nó. Mình transform nó vô đây. Selection thấy không? Mình transform nó vô đây, vô tâm. Mấy cái tâm á là nó đòi lại nhiêu đây? 188 đúng không? Thì ở đây là thấy không? Mình trừ nó. Trừ chấm 188. Ok. Nhưng mà ở đây nó tự nhiên nó ra hai cái vòng tròn, mình bấm move. Bấm move. Đó, bấm một cái. Đó. Thì cái này á nó là cái bồn hả? Ok. Mình bấm clear color ha. Ok. Bây giờ bạn thấy mình có bốn cái. Đúng không? Nó nói bốn cái đúng không? Bốn hay năm gì đó. Ok. Ok, nó có năm cái trong những cái lỗ này. Được thôi. Ok. Bạn vào đâu đây? Bạn vào cái thằng cái rotate cái mình ha. Một cái là thấy không? Liên một cái. Mình rotate nó bốn vô cái bốn cái này ha. Ok, mình sẽ rotate cho nó ba cái. Ba cái đúng chưa? Rồi bây giờ mình angle này thấy không? 360 chia 4. Ok là nó tự động vô bốn cái lỗ cho mình rồi đó. Good, 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 good. Ok. Để mà check lại á. Nè, bạn coi ha, mình ráp tiền nó cái. Mình coi coi từ cái tâm qua bên cạnh này là bao nhiêu. 188 rồi, thấy không? Rất là tốt. Ok. Và cái cạnh từ cái tâm này tới cạnh này là 188 rồi, thấy không? Rất là good. Ok, mình click ok. Còn một cái lỗ chính giữa nữa rồi vẽ luôn đi. Ok, mình biết là bây giờ là 190 đúng không? Ok. 190 là đường kính của cái tháp các bạn. Ok. Thế thì sao? Thế thì ở những cái tháp này mình cần biết những cái gì đây? Ok. Ok. Không và cái dép này nó cần cái dép là 250. Ok. À, ok. Thì cái thằng này á, là cái Iceland. Thằng này là cái Iceland. Thì hôm nay mình sẽ đi cái bóc kẹt Islands cho các bạn coi thử ha. Ok. Thì cái này là cái Iceland ha. Một cái lần, hai cái lần, hai, ba, bốn cái. Ok. Nhưng mà mình cứ cần phải đi bóc kẹt Iceland không? Bây giờ thử ha. Bây giờ thử nè, những cái này là cái island, cái đảo của mình ha. Bây giờ mình vô cái machine, cái tool pad nè, không? Mình vô cái gì đây? Khoan. Bây giờ mày phải phá nó bằng cái đạn nó mày trước gì đó. Ok. Đó. Mình nói thử nó coi ở void region rồi.
trang thứ nhất nè, trang thứ hai nè, trang thứ ba nè, trang thứ bốn nè, không lớn nó ok nè. Ý, còn cái số 5 nữa chứ, số 5 ok. Lại đi, lại hết đi, làm lại không, 1 2 3 4 5 ok. Cho mình có 5 cái review trang. Như vậy là form outside, nếu mà form outside như vậy thì sao? Ok, form outside thì nó sẽ đi hết những cái này. Được, 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 được. Rồi, tiếp tục. Mình nghĩ á, nếu mà các bạn muốn phá cái khúc này, phá khúc này là thấy không? Mình biết á, giữa thằng này nó chỉ có 275 thôi, thì mình sẽ đi con dao là bao nhiêu? Mình sẽ đi con dao là 250 hay là 350 chắc. 375, 375 là vô đây là không được mà. 375 là vô đây chắc không được rồi. 375 vô đây không được. Thì mình trên giao 275, 275 thì nó hơi chậm. Mình sẽ cho giao 375 rớp đi. Ok, giao 375 rớp ha. Ba phần tám cho nó rớt đi. Ok, ok rồi, chọn tôi số 3. 600. Ok, chấm 002. Ok, thôi. Vừa biết rồi. Nhưng 18% đúng không? Ok, 18% depth of cut. Depth of cut là mình biết nó bao nhiêu này, biết nó là 250 đi. 250 depth of cut thì mình cho đỡ cái dao của mình 250 chia 2 ra 125 này, hai lần cắt ha. Break entry motion entry parameter depth này ha, 250. Ok rồi, rồi thấy không? À, còn một vấn đề nữa, các bạn thấy những cái này không? Cái này á, là mình chưa có tạo một cái stock cho nó, thì nó sẽ đi ăn gian ra ngoài này. Thế thì nó sẽ có những cái thu bát dư thừa nữa, bạn thấy không? Thì bây giờ mình làm một cái, mình làm một cái nó gọi là cái stock cho nó. Mình phải làm cái nó gọi là cái stock cho nó ngay chỗ cái contour này luôn. Bạn stock model đi, viết một cái stock model đấy. Gì stock model name, đó là của thằng nào đây, name là brush đi. Ok, bấm brush, brush brush stock model, stock vô cái phần stock setup này không, bấm như stock setup. Good, bấm bấm vô sources operation, bạn chọn số, bạn chọn số 2 cho mình, click ok. Ok, bây giờ mình đã có cái stock số 2 rồi, thấy không? Ok rồi, bây giờ mình có cái stock số 2 rồi. Bây giờ mình vô lại cái high speed 2D này, mình giờ lên chỗ số 2 đi, move after cái stock này rồi đấy. Mình có cái stock số 2 rồi, thấy không? Ok, có cái stock số 2 rồi. Thì á, mình cần hay là mình cần hay là cái số 1 đó. Mình nghĩ á, là số 1 đi cho nó ok hơn á. Số 1 đi ha. Số 1 á, mình nghĩ nó là số 1 á. Ok. Bấm
bấm regenerate. Ok, thì cái stock này là cái stock của thằng số 1 đi. Số 1 đó, có cái stop của thằng số 1 nữa bạn thấy không? Các bạn bấm vô cái toggle display này là nó ra, là cái stop. Đây là cái stop của thằng số 1 bây giờ trong cái hai speed mình mới tạo á, bạn thấy không? Nó có quá nhiều cái dư thừa đi. Một cái mà mình muốn phá là mình chỉ phá khúc này, khúc này, khúc này, khúc này thôi. Thì sao? Thì ở khúc này mình bấm vào parameter, mình chọn cái stock này ha, rest material. Thì cái rest material này từ cái nào? Rest material one order operation, không? One order operation. Thì mình sẽ chọn vào cái số 2, không, chọn vào cái số 1 đi. One order operation có nghĩa là cái stock này không, số 1 này ha, yeah, ok. Đó, thì bây giờ bạn sẽ thấy nó không có đi lan man nữa, bạn thấy không, nó đâu có đi lan man nữa đâu, thấy không? Thì hằng ngày mình cho nó move up, move before luôn á. Đó, stop thứ 2, 3, 4, 5. Ok, sao bạn thấy không? Bây giờ mình cho nó move lên đây luôn. Cần tua hả? Move after đi. Move after rồi, good. Đó, thấy không? Ok, rồi bây giờ bạn thấy nó hết đi lan man rồi đó. Ok, ok. Rồi mình cho bạn coi thử ha. Giờ bạn coi nó phá nè. Đó, thấy không? Phá, 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 phá. Ok, nó phá ra hay chưa? Đúng. Ok, bạn thấy nó phá không? Bây giờ mình thấy nó phá được như vậy rồi các bạn. Giờ còn một cái nữa là nó phá được cái hình thù này đúng không? Đó, nó phá được những cái hình này rồi. Bây giờ còn những cái góc kẹt này, thấy không? Bây giờ còn những cái góc kẹt này nó chưa phá nè, thấy không? Giờ còn những cái góc kẹt này nó chưa phá thì mình có thể chạy cái Iceland được. Nhưng mà cái này, trong cái thằng này mình nhớ là mình phải trừ cho nó là khoảng 10.000 đi. Cái floor là trừ 10.000. Cái floor là trừ 10.000 luôn hả? Ok, cái dao này á, bạn nhớ là 3/8 không? Thì bây giờ á, cái phần này là cái phần quan trọng rồi ha. Phần này là 275.275 đúng không? 275. Thì mình sẽ dùng dao 250. Đúng không? Mình sẽ dùng con dao 250. Nhưng mà 250 nó đi hết cái này thì nó cũng uổng cho nó quá. Bây giờ mình cứ phá hết đi rồi mình tính sao. Mình phá hết đi rồi mình tính sao. Ok, mình biết là khu này nó chưa phá thì mình còn phải lấy một con dao 250 nữa. Thì đến cái mức độ này rồi á thì á, mình cần tạo cái stock cho thằng số 4 này luôn. Tạo thêm một cái stock nữa. Name là group 2. Ok. Ok, mình group 2 đi. Thì ở đây á thì bạn nghĩ đây. Tạo cái stock cho thằng group 2. Bấm vô chữ model thôi được không? Bấm vô model ha.
Bạn gửi model, bạn gửi source, sources thì của thằng nào đây? Stock của thằng số 4. Ok, let's see số 4 ha. Ok. Stock, ok. Cái này mình tạo không được. Mình chừng phải chỉnh lại lâu quá không 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 xài. Quên rồi, bấm vô stock model ha. Bấm vô cái stock model đi. Group đi. Group 2, stock model group 2 đi ha. Bấm source số 4. Số 4, ok. Ok, thử được không? Ra không? Ok, ra không? Ra 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 nó ra bạn ơi. Ra nè ha. Test tắt này đi. Ok nó ra nè. Ok các bạn ha. Tắt đi. Ok, để vô hàng số 2 mở lên. Đó, hàng số 2 nè các bạn ha. Bây giờ cái thằng solid nó làm chướng mắt mình quá, mình cho nó chen lên, nó chen lên nó vào số số 2 đi. Ok rồi nó ra này không, thì cái stock model của mình á bây giờ á, vô lại coi đó, chọn số 4. Ok stock model group 2. Ok stock model group 2 từ cái hàng rớp này ha, từ rớp mình tạo ra đó đó. Thì bây giờ mình biết á là khúc này là ha, khúc này nó chưa cắt, ok khúc này nó chưa cắt là không, ok khúc này nó chưa cắt như vậy á thì sao, các bạn nghĩ sao? Nếu nó như vậy á thì mình cần phải cắt khúc này, khúc này, khúc này đúng không? Rồi bây giờ mình cho nó cắt vô kênh thua này không? Mình nghĩ cho nó phá trước đi ha, cho nó phá trước đi rồi bắt đầu mình tính tiếp phá bằng cách nào đây. Tiếp tục là đại nó được mưu thôi đúng không, xong rồi mình sẽ cho nó ở voi, ở voi ở những cái này đúng không, một hai ba. Ủa sao mất cái cạnh này rồi, sao mất cạnh này của tôi rồi, ok vậy sao mất cái cạnh đó rồi, kiểu gì kỳ cái gì kỳ nha, wireframe lại coi, nó lại đây, ok top đây, ok home duplicate, ok coi như mình chưa mất cạnh nào hết, ok các bạn tiếp tục ha. Bấm save lại đi. Ok. Bây giờ mình biết á, cái thằng high speed ở trên này nè các bạn thấy không? High speed vừa ở trên này nè. Còn các bạn thấy không? Là nó cắt ở ngoài thấy không? Ok, là nó cũng giống như là cái thằng này. Thì á mình cũng vậy luôn. Mình copy nó. Copy nó mình bấm paste thôi. Đúng không? Trong cái stock model này bấm path thôi, mình bấm parameter này thấy không, những cái chain này là chain cũ hết rồi, bấm thua mình chỉ đổi thua 3/8 thôi, 3/8 mình đổi lại thành cái 1/4 ha. Mình sẽ đổi lại cây 1/4 để mình cắt. Ok 1/4 mình để số 4. Ok. Thế mình để khoảng 400.
350 đi. Ồ, 300 thôi. Ok, 5001. Mẹ mẹ bị chấm 0.02. Ok. Hold là thấy không? Bây giờ cái stock của mình á là mình phải đổi lại, hồi nãy là mình số 4. Stock của mình là bây giờ là số 4, từ cái thằng số 4 nè ha. One order operation chọn số 4 cho mình. Các parameter. Ok. Thằng này cũng chưa 10.000, thằng này cũng chưa 10.000. Lấy học cách. Lấy học cách bây giờ mình không cần nữa, tắt luôn. Linking parameter ok giống nhau. Anti motion. Ok, that's good. That's okay. See what happened ha. Đang chạy ở bạn thấy không? Let's see coi nó chạy như thế nào ha. Tắt thằng này đi. Hả? Kỳ ha, sao nó chạy vô đây ta? Sao nó chạy vô đây ta? Cái tua 250 nó phá không được các bạn ạ. Cái tua 250 nó phá không được. Chọn cái con dao nhỏ hơn. Rồi. Mình chọn con dao nhỏ hơn. Mình chọn con dao 185 nữa coi. Mình chọn con dao khác. Mình chọn con dao chấm 187. Ok. Filter lại đi. Between 108 cho đến 120. Ok. 1875 vậy ha. Mình để số 5. Để số 5. Ok. Nếu mình chọn là dao này, cái stop thôi. Để mình coi nó tính sao. Con này mẹ bị nó quớt các bạn. Nhưng mà cái nó quớt á là cái mà mình không thích. Ok nó quớt phải không? Ok nó quớt, các bạn. Ok nó quớt. Quớt. That's good. 187 nó work các bạn. Nhưng tại sao nó lại quay cái dòng này? Bây giờ mình thử giới hạn coi. Ok, mình thử giới hạn trong cái tool type containment religion thử coi, mình thử giới hạn nó là trong cái dòng này thôi. Thử giới hạn nó trong cái dòng này thôi. Ok, mình review cho anh cái này. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ nó sẽ work khúc này thôi. Đó, bây giờ nó sẽ work cái khúc này cho mình. Mày nhìn nè ha. Đó. Good. Not good. À, rồi
That's good. That's good. Okay, miếng. Trời ơi. Rồi bây giờ chạy thử nha. 1, 2, 3, 4. Chạy thử rồi. Ra cái hình không? Chạy. Ok, chạy to pass đúng không? Đó. Đó. Cái này là cây 375 nha bạn. Chạy vô. Ok, 375. Ok, mình phá nó như vậy. Ok. Ồ, cái này là 180. Ok, rồi ha. Ngon, ngon, ngon. Ok, giỏi. Ok. Giỏi, 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 quá giỏi. Ok, giỏi. Good. Good, ok. That's good. Quá đẹp luôn. Ok, quá đẹp. Quá đẹp. Rồi bây giờ mình biết nó phá được như vậy là nó sẽ, tất cả những cái này nó đang chọn chờ 10.000. Bây giờ mình làm thế nào để mà mình tiết kiệm thời gian? Thì còn một cách nữa, đó là mình vẫn chạy như sau ha. Ok. Ok các bạn. Alright. Bây giờ mình sẽ cho nó finish những cái vòng tròn này đi. À, mình chơi control nó nè. Wireframe machine control, machine control, machine control đâu. Tool path control. Bây giờ mình sẽ kiểm soát được những cái đường line này. Một cái, hai cái, ba cái, ok, bốn cái, ok, rồi ok, y thiếu à, ok, add chain, năm cái, ok, thì ok đi, ok, dao thì dao là dao nãy đó, dao số 5, mình chọn dao số 5. 2008 cũng được. .002 .0015 cho đẹp đi. Rồi cho 20 chấm thì cho đẹp. Ok. Này mình để 3.200 dòng được không? Ok. Vào phần 16. Ok, cut parameter where. Cái này mình không trừ nữa nè, các bạn thấy không? Depth of the cut, lead in, lead out. Lead in, lead out, mình để cho nó 20% thôi. Radius để 20% thôi, đúng không? Ok, bấm mũi tên qua trong hàng nào. Okay, nó cũng giống nhau hết đi. Mình click ok. Ok, các bạn thấy không? Thì á, thì bạn nhìn cái thu phát của mình số 7 nè. Tắt hết đi, mình cái thu phát số 7 nè. Thu phát số 7 của mình nè. Ok, sao nó lại dẫn xuống này chứ chị. Ok, thứ nhất. Ok. 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 Tạm ổn không? Ok, đẹp rồi đó bạn. Mình cho nó chạy lại nè ha. Tôi phải nó. Ok, mình cho nó chạy lại cho các bạn coi.
Lần này mình sẽ cho nó chạy từng giao, bấm operation chain. Okay, operation chain. Ok, chạy. Đó, đầu tiên là mình phá nó. Tiếp theo là mình dùng cái đó để mình finish cái vòng tròn ngoài. Sau đó đó mình phá tiếp bằng một cây 375. Phá cho nó thành hình dấu cộng. Ok. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển đổi lại thành cái 3 phần 16 đó là 187 năm. Năm then. Ok, nó phá như vậy. Ok, nó cũng phá như vậy luôn. Ok, rất good. Ok, nó phá như vậy luôn. Ok, phá luôn. That's it. Rồi bây giờ mình sẽ cho một cái giao finish 4 cái này. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ để lại những cái knit in knit out. Oh man, sao lại là không? Như vậy nó đang cắt ở trên không các bạn thấy không? Bây giờ còn cắt. Đúng chưa? Cái linking parameter mình quên chỉnh lại các bạn thấy không? Mình coi lại bản vẽ coi nó đòi bao nhiêu. Nó đòi là 250. Ok, nó đòi 250, mình để vô trừ chấm 250 thôi. Thế ok. Hả? Chạy lại 1 2. Hả? Đây, 3 4 5. Ok, chạy. Bảo đảm lần này đẹp luôn. Không để không ăn tiền mà. Ok. Chạy, chạy vô, chạy vô. Chạy, 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 chạy. Đấy. Ok, giờ mình phá nè. Ok, phá, 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 phá. Ok. Good, 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 good. Bây giờ mình sẽ finish nè không? Finish. Ok. 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 Đó, các bạn thấy không? Bây giờ mình finish rồi đó. Bây giờ mình finish rồi. Cái nịp như vậy thì ở ngoài không? Ở ngoài này thì nó sẽ như thế nào đây? Nếu cái nịp như vậy á thì ở ngoài này á nó bị cái một cái vấn đề nữa. Không, nó chỉ còn như đây thôi là đủ. Đúng không? Nó chỉ còn như đây thôi là đủ. Thì mình cho nó một cái nó gọi là Iceland thử coi. Lần này mình đi cái bucket Iceland thử coi. Lần này mình cho bucket Iceland bucket. Mình sẽ chọn chain này 1 2 3 4. Hay là mình chọn facing đó. Phải island thử. Mình thử thế nha. Có nhiều cái lắm. Mình để 3/8 đi. 3/8 ha. Cấp parameter này ha. Đấy là không luôn. Không luôn. Standard phải không? Mình bấm Iceland này ha. Iceland facing. Không phải Remaching Iceland facing thử coi.
Facing center Iceland. Okay. Approach distance. Passage distance. Không. Bạn biết gì không? Mình sẽ chọn bucket standard nữa. Bucket standard đi cho nó dễ. Rớt. Ok, mình có cần rớt không? Cần luôn đi. Viral spray. Viral spiral đi ha. Mình để này là 60% đi. Ok, cái thu của mình là 3/8, mình chọn lại chưa? 3/8 last MU phải không? Holder nè. Ok. Cup parameter standard. Drop 3/8. Entry motion. Helix. Good. Finish huh? One pass. Tại cái điểm 1000 mà xin finish pass. Finish. Keep the two down đi. Tắt đi in it out đi. Không cần. Ok. Mình nhớ cái dev nó đòi là 250. Nhớ không? Nếp, ok. Nếp nó là trừ 250. Rồi, bây giờ còn cái nữa là mình phải chọn lại mấy cái channel này không. Đầu tiên mình phải re-channel hết đi. Channel thứ nhất á, mình chọn là cái vòng tròn phải không. Vòng tròn. Đó. Rồi, thứ hai là mình chọn những cái ô vuông. 1 ô vuông, 2 ô vuông, 3 ô vuông, 4 ô vuông, 5 ô vuông. Ok, các bạn nhìn nè ha. Ok. Ok. Lấy ok. Apply lấy ok. Chưa quá hai bạn. Đó, thì bây giờ các bạn nhìn nữa nè. Từ số 8 của mình ha. Ok, đó, thấy không? Ok, nó dở lên không? Dở lên hả? Ok, ghế. Ok. 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 Ok các bạn. Bây giờ mình chạy thử ha. Cho bạn coi thử cái gì xảy ra không. Ok. Ok các bạn, thì bây giờ á mình chạy thử coi nó có gì xảy ra không nha. Ok. 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 Ok, bây giờ là cái finish của thằng này. Ok. Ok, thằng finish của thằng này. Ok, phía nhật của hàng này. Thì những cái khúc này các bạn thấy không? Đó, thì làm cách nào? Ok. Một á, bạn có thể vẽ một cái đường thẳng á, từ khúc này cho nó quét. Và bây giờ mình cho nó chạy cái toolpath kia thử coi nó làm sao. Đó. Bạn thấy sao? Nó vẫn còn cái viền này, thấy không? Nó vẫn còn cái viền này. Nó vẫn còn cái viền này. Mình làm cách nào đây? Mình chỉ còn một cách thôi. Mình chỉ còn một cách thôi. Mình chỉ còn một cách thôi.
Các bạn thấy nó còn cái viền ngay hướng này không? Mình chỉ còn một cách thôi. Mình chỉ còn một cách, đó là cách nào các bạn? Một là bạn vẽ một cái đường tròn. Một là các bạn vẽ một cái đường tròn. Hai là mình thử coi cái Iceland này coi nó có tốt không. Ví dụ top này ha, top, ok, mình vô đây lại đây, viết in viết out, red room, kim ba ra bây giờ, cách, đó, finish, cách, giờ mình chơi cái facing đây được, nếu như mà mình chơi cái facing thì làm cách nào ta? Chuyển lại cái facing, hoặc là mình sẽ chuyển lại cái facing thôi. Ok rồi ha. Oh man, cái facing cái mà mình đang muốn. Good 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 top nữa các bạn ha. Đó, bây giờ cái facing này, mình thấy cái toolbar nằm ngoài này là mình thấy ok đó. Ok 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 good good good, chờ chạy thử rồi. Mà cái đường này là cái đường này dài quá mình không thích nè các bạn thấy không, cái đường approach này mình dài quá mình không thích, đường này dài quá overlap này. Overlap có 50 60 luôn, sợ gì cái approach này không, distance approach distance này một in lận thì mình sửa lại chấm 5 thôi. Drop entry motion, entry motion thì cái facing mình không có cần thằng này, finish này ha, còn motor mình chữa lại đồng ra, dig in it out cho nó dig in it out luôn, cho nó 25 thôi, 25 thôi, let's see what happened, coi coi nó có như thế nào không. Ok, approach distance thì hằng này nó không cần viết in it out các bạn ơi. Ok, tắt đi. Nó không cần viết in it out. Vì cái này á, ok. 5.5 á thì ok đúng không? Mình sửa lại khoảng ra cái parameter này không? About distance. Mình cho nó là .200 exit distance. Ok, exit distance là gì? Ok, exit là cái thằng đi ra này không, exit thì mình cũng cho nó là chấm 250 luôn đi. Ồ, hay là bằng cái dao, bằng cái ok kệ đi, ok xin quá hết mình. Alright, that's good man. Rồi bây giờ mình cho chạy thử ha, đây là cái mà mình cần. Good 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 good. Đó, nó sẽ chạy như vậy. Đó, đúng cái mình cần luôn. Quá đã luôn. Nếu như mà không được nữa, các bạn biết sao không? Mình cần phải tăng cái pass lên. Đúng không? Mình cần phải tăng cái pass lên là được rồi. Rồi bây giờ cho chạy thử. Ok. Alright, bây giờ chạy nè. Chạy chạy luôn. Ok, bo xong. Bo xong rồi đúng không? Cắt, 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 cắt. Ok. Bước vào nhanh. Phá. Rồi bây giờ tới cái lúc mà mình cần rồi nè. Bo lại cho đẹp. Phá xong rồi phải làm đẹp chứ. Đó, đẹp. Đó, đẹp. Đó, đẹp. Đẹp.
thấy chính giữa nè. Đó. Rồi bây giờ cái thằng kia vô để mình nó làm đẹp lại. Ok. Ok. That's good. Ok. Ok nhé. Ok. 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 Các bạn biết sao không? Vì ấy, thằng này nó còn bo theo những cái khúc này nữa nè, thấy không bạn? Thì ấy, nó sẽ chạm vô cái mặt phẳng của cái dao của mình nữa. Nó sẽ chạm vô mặt phẳng của cái hình vuông của mình nữa. Thì ấy, trong cái phần finish này á, mình cần phải chừa lại là khoảng 2.000 thôi là được rồi. Ví dụ là leave on, stop leave on work là mình biết thằng kia nó finish rồi. Thì hàng này á, mình chỉ để nó chấm 0.02 ngàn đó, là nó sẽ không chạm vô cái bề mặt đó, hiểu không bạn? Đó thì lúc này á, là nó sẽ không chạm vô. Rồi bây giờ mình cắt lại, nó sẽ không chạm vô cái mà đã làm rồi, các bạn hiểu ý mình không? Cho nó chạy hết đi. Ok. Rồi. Tiếp tục chạy. Chạy. Chạy cái này, chạy cái kia. Học với mình hơi tốn thời gian, nhưng mà các bạn bảo đảm các bạn sẽ học được rất là nhiều thứ. Các bạn cứ kiên trì thôi. Ok. Ok. That's it. That's good. Good. Rồi. Ok, phá đi. Phá thằng này, phá. Ok, that's it, that's good. Ok, bây giờ đi lại. Đẹp. Ok, đẹp ha. Đẹp ha các bạn ha. Rất là đẹp ha. Đó, rất là đẹp luôn á. Rồi, bây giờ chạy một cái. Đó. Rồi ha, nó facing. Nó facing là những cái chỗ này, và mình nói á, là mình không muốn cái word này mình phải chừa ra 2.000. Ok, đó là nó sẽ không có đụng vô những cái word mà thằng kia nó finish. Đó, thấy không, thấy không, thấy lại hại không? Thì khúc này á, mình đã hoàn chỉnh rồi á, mình đã hoàn chỉnh rồi á. Còn không á, bạn sửa lại 5.000. Bạn sửa thằng này lại 5.000 luôn cho chắc cho mình, đúng không? Nhiều cái rồi 5.000 luôn, không có vấn đề gì hết. Đó. 5.000 hoặc là hơn 5.000 cũng được, không thành vấn đề. Tại vì cái mình cần là cái chính giữa này thôi. Thử chừa 20.000 luôn, coi thử rồi nó cắt không. Còn nó sao? Nếu mà chừa số lớn thì bé đỡ hơn. Bạn biết sao? Mình chừa số lớn nó bé đỡ hơn. Tại vì nhiều khi á, mình chừa số nhỏ quá, nhiều khi trong máy thực tế nó cắt lẹm đi luôn. Nhiều khi sẽ làm khổ cho cái người setup nữa. Họ không biết chỉnh sao hết đó. Thử làm thôi. Ok, nhìn cục phạt nó đơn giản thôi mà nhiều cái để làm ghê ha. Ok, đúng rồi. Đó, đúng rồi, đúng. Rồi nhìn phía nhiệt nè, phía nhiệt lại nè. Finish nè, vô finish luôn, vô finish luôn, đẹp, nó ha, finish là đẹp liền, đó, finish, ok, bây giờ facing những cái hàng này,
Facing như thế này rất là quan trọng hả? Thì bây giờ mình sẽ xài cái bắt facing. Vô. Ok, facing vừa sạch bắp. Đó, vừa. Đó là ha. Nó facing hết rồi đó. Ok các bạn thấy không? Giờ cái sản phẩm của mình rất là đẹp. Ok. Bây giờ mình ráp xong hết rồi. Giờ mình ráp xong hết rồi các bạn. Ok, mình ráp xong hết rồi. Đúng không? Mình ráp xong hết rồi, cái mình cần á giờ khoan lỗ nó, giờ nó cần cái lỗ gì đây? Cái tua bát xong hết rồi á. Tua bát xong hết rồi, nhưng mà để mình coi trong này nó có cái chamfer nữa nè ha. Giờ mình đi chamfer cho năm cái hình vuông này luôn. Ok, mình đi chamfer cho năm cái hình vuông này luôn. Thì mình bấm Ctrl đi. Giờ mình đi chamfer nó. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái và năm cái. Đây, ok, đi chamfer những cái hàng này. Ok, ok đi. Thì tool chamfer của mình á, thì mình có thể dùng cái tool nó gọi là cái tool mình dùng cái tool spot real có sẵn cũng được đi. Tool số 10 sẵn đi cũng được nè. Thì tool số 10 sẵn có cũng được. Thì cho nó 2500 đi. Ok. Chạm phở đi chậm thôi. Cái parameter này thấy không bạn? Where. Ok, lúc nào mình chưa where hết. Và mình nói to đi chạm phở. Bottom này á, mình để nó là .050.000. Cái chạm phở là bao nhiêu? I think cái chạm phở là khoảng nên mình coi những cái bản vẽ khác. Cái chạm phở mình nghĩ nó làm 10.000. Chamfer 10.000 các bạn ha. Chamfer 10.000.01. Ok, this in this out. 20 đẹp. Linking parameter. Ok, đẹp để không luôn. Ok. Và bây giờ mình có cái chamfer các bạn ha. Ok. Cái này á mình thấy nó cũng nguy hiểm quá, là mình sợ nó chạm vô thằng này. Nhưng mà thì mình để cái list in lại đi. Mình để cái entry nè 10% thôi. 10% thôi ha. Rồi qua đây luôn. 10% thôi. 10% cái ạc á. À cũng 15% đi. Cho nó đẹp. Đi ok. Sửa lại một chút mà nó em mã không, nó lại hơi nó work. Ok, ok các bạn. Isometric. Ok, ví dụ như mình để thằng này cái parameter đi, mình để thằng này .5000 thôi. Ok, ok, 5000 là vừa, 5000 là vừa các bạn. Các bạn thấy nó dở cao quá không, nó cứ như cái dở dở vậy nè. Thì mình để trong cái linking parameter use real and only this in this out, mình nói nó để mình xem thử. Ok, see what happen. Đó các bạn thấy không, nó chỉ dở một cái thôi ha. Xin nè ha. Chạy nè. Cái tour này nó cũng bự quá so với mình. Nhưng mà kệ đi. Nó vậy ha. Đó, đẹp.
Để vào. Đó, để vào đó. Test. Ok. Rồi bây giờ có trăm phờ đó. Có trăm phờ đó bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tắt không này. Ok. Yeah. Chạy. Ok. Cho chạy luôn. Ok. Chạy xong hết luôn đi. Phá phá. Ok. 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 Facing lại, facing. Ok, khúc này có này ha. Ok. Ok bạn đẹp không? Rồi bây giờ tới lượt cái tua chamfer vô nè. Của bạn hỗ trợ tắt đi. Ok. Bây giờ cái tam trao phải vô. Ok, cho nó chạy. That's good. Ok, đẹp không? Ok, bây giờ mình tắt cái wireframe đi. Đó, bây giờ mình có ha. Good. That's good. That's good bạn ha. Ok. Nó một một bạc nhỏ thôi mà đóng cả đống chuyện luôn. Nó đẹp rồi đó. Good. Nếu mà đẹp như vậy rồi thì mình sale thôi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ làm nhanh cho các bạn một cái. Đó là cái lỗ tháp này ha, cái lỗ tháp này ha, cái lỗ tháp này á thì các bạn biết là cái gì, nó cũng là drill rồi counterbore này kia thôi đúng không? Đó thì phải có drill rồi phải có pack drill rồi cái tháp thì cái tháp nữa bạn thấy không, tại vì thời gian dung lượng clip nó nhiều quá rồi. Mình không muốn nhiều quá nè, cái tháp này các bạn nhìn nhớ bạn làm được không, 10, 32 và 150. Ok, mình để cho các bạn làm á.